Xin chào mọi người, mình là Nhi Rùi đây. Giới thiệu với mọi người nhân vật chính mà hôm nay mình unbox là em chì màu Daily, có xuất xứ từ Trung Quốc nha, phiên bản hợp thiết 72 màu lận nè. Ấn tượng ban đầu của mình về em màu này khá là tốt. Thí dụ như vỏ hộp thì làm bằng thiết, chất liệu bóng bẩy, cầm nặng và rất là chắc tay luôn. Cộng với mùi hương thơm thì nhẹ nhẹ của mấy cây bút chì này nè, tạo cho mình một cái cảm giác lâng lâng rất là thích thú. Trên thân chì màu có số thứ tự từ 101 đến 172, thì chì màu được sắp xếp theo trình tự từ gam màu nóng sáng nè cho đến gam màu lạnh và tối dần. Trong này có hai cây chì màu cuối cùng á, mang số 171 và 172 là hai màu nhũ bạc và nhũ vàng. Mặc dù chỉ là chì màu hạng học sinh sinh viên, nhưng mà vẻ bề ngoài của em chì này á, cũng đủ làm cho mình cảm thấy hài lòng. Ok, bây giờ mình sẽ test thử xem chất màu như thế nào nha. Mình nhận thấy á nha, là các màu tông đỏ và nâu thì nó có xu hướng bị bể và rơi vụn ra rất là nhiều, nhiều hơn cái tông còn lại. Và trong 72 cây chì này thì tông màu xanh lá chiếm số lượng nhiều hơn các tông còn lại, kiểu nó phong phú hơn á, giống như là verdict của hộp màu vậy. Sau một hồi quẹt quẹt thì mình nhận ra rằng mình rất là thích những cái màu thuộc tông lạnh của cái hộp màu này, nhìn nó đẹp lắm. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ thử ha. Và đây là hộp băng keo giấy hay còn gọi là washi tape, với họa tiết cổ trang mà bản thân mình rất là trân quý luôn đây nè. Mình cũng không hiểu sao tự nhiên khúc này mình lại lấy băng keo ra dán để làm gì nữa. Đôi khi mình có những cái hành động mà bản thân mình rất là không hiểu nổi, và lúc đó thì mình chỉ có thể giải thích là do mình thích vậy, thế thôi. Lý do mà mình mua bộ chì này là những lúc mình có những cái ý tưởng vẽ vời mà nó đến với mình một cách quá là chớp nhoáng luôn. Mà lúc đó nha, đợi mình đi pha màu ha, hay là mình lấy được một cái hộp màu nước hoặc là cọ vẽ này kia, rồi mình bày biện ra các kiểu, thì cái ý tưởng đó, nó thiệt luôn, nó cũng không còn ở lại với mình nữa rồi. Kiểu tự nhiên cái mình bị quên sạch luôn. Vậy nên là mình cần có một dạng họa cụ mà bản thân mình có thể thao tác nhanh với nó nè, để kịp thời giữ lại những cái ý tưởng đến rồi đi một cách chớp nhoáng. Vậy cho nên mình đã quyết định mua cái bộ chì này để xài thử coi nó làm sao.
Sau một hồi tô vẽ vẽ thì mình nghiệm ra được có lẽ là vì đây là chì màu dành cho học sinh sinh viên với giá thành không quá cao, đã vậy mình còn săn sale nữa mọi người, cho nên là cái sự hòa trộn màu nè và chồng lớp của các em chì này nó cũng không tốt. Nhưng mà mình thì mình thấy là coi như cũng tiền nào của đó vậy đó, nên là cũng ổn. Bây giờ đối với mình là mình dùng màu chì chưa có quen, cho nên là mình sẽ dùng bộ này trước, rồi sau này khi mà mình quen tay rồi á, mình sẽ sắm một bộ chì khác nữa với giá thành cao hơn nè, chất lượng cũng cao hơn, biết đâu là hạng họa sĩ này kia kia nọ. Bởi vậy cho nên là phải luyện tập mới được. Với lại á, nếu mà mình có mua thì chắc chắn mình sẽ có ra video đó nha. Nói chừng đó thì mọi người vào xem nha. Video đến đây nó cũng đã dài rồi, mình xin kết thúc video tại đây nha. Mình hy vọng rằng bạn thích video của mình. Nếu mà nhà bạn cũng đang sử dụng bộ chì này thì hãy cho mình xin một ít review để chúng ta cùng trao đổi với nhau nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Bye bye.